Anh ơi, cho em hỏi khi em lên Sài Gòn làm vợ phòng trọ do anh hai em thuê tốt, nhưng từ khi em lên làm thì có mình em ở và đóng tiền trọ và có dẫn bạn trai về chơi nhưng không nói với anh hai em, vậy em có phải sai không ạ? À, khi anh hai em biết thì giận và nói như bị chà đạp, anh hai em giận em là hợp lý. Anh không dùng chữ đúng hay sai ở đây được, nhưng mà hợp lý. Đây là những yếu tố nè. Thứ nhất, ở trong chuyện tình cảm của em á, em rất không nên dẫn bạn trai về chơi. Chỗ phòng trọ, chỗ em ở, chỗ em ngủ, chỗ em sinh hoạt, nó không phải là chỗ chơi. Ok, nó em có thể dẫn về, nhưng theo cái nghĩa này, anh đứng xe ở ngoài chờ em vô, em lấy đồ ra em đi. Anh ta rất không nên vào cái chỗ ở của em, ở trong cái phòng trọ của em. Nếu như gia đình em sống chung, em vẫn có thể dắt bạn trai tới nhà ngồi phòng khách thăm ba mẹ em một cách lễ phép và tôn trọng để biết nhà, nhưng đó cũng không phải là chỗ chơi luôn. Còn này, phòng trọ của em nó giống như là phòng ngủ của em nữa. Anh giả sử như em có một căn nhà em sống với ba mẹ và anh của em, thì người bạn trai em tới chơi á, là ngồi ở phòng ngoài mà chơi và rất là lễ phép, nhiều khi đứng ở ngoài cửa chết mẹ luôn á, được vô nhà là mừng rồi đó. Tức là đây là một cái quan hệ tốt, nó sẽ như vậy, anh ta sẽ vui lòng đứng ở ngoài, thậm chí cho anh ngồi trong sân thôi là anh cũng mừng rồi đó. Để anh dòm dòm qua nhà em sao, anh muốn biết nhà em cuối con đoạn đường dài, tuy xa mà gần, tuy gần mà xa đó. Ta dòm dòm, ta khoái. Nếu gặp anh hai của em là dạ, chào anh hai, mày là thằng nào? Dạ em em là bạn của em anh đó. Anh ta sẽ ngoan ngoãn mày. Còn gặp ba mẹ em là khúm núm với chào bác, dạ chào con, chào hai bác cái đó. Hỏi là mày là thằng nào? Dạ con là bạn của Lan Tiết Huệ Hồng Nhung gì đó. Dạ mày tới đây làm chi? Dạ con tới chào hai bác, con tới thăm hai bác, con có món quà nhưng mà con quên mang, nếu mà có quà thì quên, còn mấy móc ra đó, đại loại vậy đó. Thì anh ta sẽ như vậy. Còn cái phòng trọ của em nó đóng vai trò này nè, ở trong cái bối cảnh đó thì nó là cái phòng ngủ của em, nó là cái giường của em đó, nó là cái nhà vệ sinh mà em dùng, nó là những cái bàn chải đánh răng mà em có, nó là những cái đồ lót mà em treo, đại loại đó, tủ quần áo của em á. Cái phòng trọ của em nó là cái đó đó, nó là cái phòng ngủ riêng của em đó. Thì đương nhiên cái người đàn ông mà có tới thì cũng chỉ tới nhà thôi, chứ làm sao mà được vào phòng ngủ của em, đúng không? Thì khi em dắt cái người bạn trai đó đến phòng trọ của em theo kiểu vào trong phòng trọ, thì hiển nhiên là chất lượng mối quan hệ của em nó sẽ bị tổn thương. Và ở trong đó cái người mà lo lắng cho em nhất là anh trai của em. Cho dù anh ta không trả tiền, anh ta vẫn sẽ cảm giác khó chịu. Tại vì khi anh ta cảm được, tại vì cái người anh trai của em mặc dù có thể không có kiến thức gì, nhưng mà anh ta cảm được cái thằng con trai mà khi nó vào trong cái phòng trọ của đứa con gái, thì cái cảm giác của thằng con trai nó thường là gì? Thì anh ta cảm được điều đó và anh ta biết điều này không tốt cho em gái của mình, cho nên anh ta sẽ khó chịu. Chứ chưa cần là anh ta là người lo lắng và trả tiền cho em. Em hiểu được ý không? Tức là anh ta biết mấy cái thằng đàn ông mà nó vào cái phòng trọ của đứa con gái thì cái cảm giác nó là gì. Anh ta là đàn ông cho nên anh ta sẽ biết điều đó, và anh ta không muốn điều đó với em gái của mình, cho nên điều đó là anh ta khó chịu. Còn phần nè, anh ta trả tiền cho em, anh ta là người trả tiền cho em thì anh ta lại càng cảm giác khó chịu nữa. Nhưng mà cái lớn không phải là phần tiền anh ta trả, mà cái lớn là phần em làm cái động tác đó để em bị tổn thương. Và vì là anh trai cho nên anh ta có cái cảm giác muốn bảo vệ em mình, cho nên anh ta sẽ cảm giác bị giận và như bị chà đạp. Tức là ở hành động đó anh ta cảm giác là em không tôn trọng anh ta, làm cho anh ta bị đau. Cái đau đó không phải là tại anh trả tiền mà cho em thằng khác nó dắt tới, mà là cái thằng đó nó không nên vào đó, tại vì nó không có nên, nó vào đó là nó làm, nó có nghĩa là em đang bị khổ đó. Mà anh trả tiền cho em lên nó ở không phải để em bị khổ. Tức là anh ta cảm giác không được tôn trọng từ phía em. Thì anh nói vậy để em hiểu được là vì sao, biết không? Tao lo cho mày vậy mà mày đi làm cái điều đó làm cho tao đau đớn, thì cái thằng đó nó tới đó là điều xấu rồi đó. À, anh nói để em hiểu được cái cảm giác, em nên xin lỗi anh trai của em. Em nên gọi điện thoại và xin lỗi và đừng không làm gì đó nữa. Em cũng nói luôn là bạn trai của em có tới đây, nhưng mà em chỉ tới ngắn thôi. Anh ta chỉ tới chơi chút xíu rồi về, không có chuyện gì xảy ra cả. Và em hiểu là cái điều đó em làm là không có tôn trọng anh đúng mức, cho nên em xin lỗi anh, em sẽ không làm vậy nữa. Còn nếu như em thật sự bạn trai em ngủ ở đó rồi thì chết mẹ rồi, cho nên là thôi bây giờ nói ra người ta càng điên lên nữa, đừng làm điều đó nữa. Nhưng mà xin lỗi anh trai của em, không lặp đi lặp lại. Chào anh, em là người biết con trai thích đi chinh phục, bạn nam kia đã đeo đuổi em 4 năm rồi. Vậy là tiêu rồi đó, vậy là tiêu rồi đó. Nghe mà em nói là bạn trai kia đã đeo đuổi 4 năm là cái mối quan hệ này khó lòng mà là tốt lắm rồi. Mặc dù em đã gây tổn thương và nói rõ ràng với bạn, nhưng bạn vẫn bên em lo lắng chăm sóc và nói chuyện, chịu thiệt thòi, chỉ cần em vui không cần đến đáp đền đáp rồi, tiêu rồi. Em và bạn đã cắt liên lạc 1-2 năm
Nhưng khi liên lại bạn vẫn yêu và theo đuổi em cực kỳ. Tại sao một người có thể yêu mà không cần phải xây dựng với anh? Anh ta không có yêu em, anh ta bị phụ thuộc. Và những cái mối quan hệ đó mà em đồng ý một cái, em thấy trong 3 tháng là hư ngay. Người ta một cái gì đó thiếu trong tâm hồn. Tức là anh ta không, nó không phải là yêu. Nếu mà yêu nó lành, và nếu mà là yêu thì anh ta đã ngưng cái mối quan hệ của em và có tình cảm với người khác. Tại vì đàn ông hoàn toàn có thể làm điều đó được. Nhưng mà anh ta không làm được điều đó mà anh ta vẫn tiếp tục đi theo em, thì là anh ta chuyển qua một cái cảm giác phụ thuộc. Và một cái cảm giác mình muốn chinh phục cho mình đó. Và sau khi mà chinh phục thì lại mất hết cảm giác. Tức là cái hiện tại nó không phải là yêu. Ok. Cho nên tại sao một người có thể yêu, cái đó không phải là yêu. Cho nên là yêu nó sẽ khác, yêu nó lành. Okay. Cái này không phải là yêu. Tại sao một người có thể yêu mà không cần phải xây dựng với anh? Chính vì nó không phải là yêu, và nó cũng chẳng cần là xây dựng. Nó chỉ là anh ta cảm giác như vậy thì anh ta cảm giác ổn cho anh ta. Bị phụ thuộc á. Giống như các bạn nữ mà đeo đuổi đàn ông á, người ta nói là tại sao đeo đuổi trong khi người ta không chịu. Họ vẫn đeo đuổi, tại vì lúc họ đeo đuổi, họ được thỏa mãn một cái gì đó trong họ. Vậy thôi. Họ chấp nhận cái đau đớn đó và họ cứ đeo đuổi. Tại vì nó thỏa mãn ở trong họ. Họ đang bị đau, nói một cách đơn giản đang bị đau thôi. Trong chuyện tình cảm mà người đàn ông nói phóng lao phải theo lao là sao vậy anh? Nếu em là lao thì là tiêu mẹ rồi đó chứ có gì đâu. Ok. Trong chuyện tình cảm mà người đàn ông nói phóng lao phải theo lao. Chuyện tình cảm có nghĩa là với cái cô gái đúng không? Cho nên trong chuyện tình cảm giữa đàn ông với cô gái thôi mà người đàn ông nói thì là nói cái lao là cô gái. Phóng lao phải theo lao có nghĩa là quan hệ tình dục cho nên phải cố gắng đeo thôi. Kiểu vậy đó. Phóng lao phải theo lao. Mà nếu như em là lao á thì tiêu mẹ nó rồi. Hiểu không? Phóng lao phải theo lao tới lúc nào lao rơi xuống đất anh kiếm cái lao khác thôi. Có nghĩa rằng đó là mối quan hệ xấu, tình cảm đã tuột, đơn giản là vậy thôi. Anh Tuấn ơi, bọn em mới quen nhau 3 tháng, nếu anh vệ sinh cơ thể không tốt, em thấy bẩn thì em nên nói với anh như thế nào để anh biết mà thay đổi, em không chấp nhận đi chơi. Anh ta hỏi tại sao, nói em gật đầu, nói anh biết em muốn đi nhưng mà em nhìn thấy em không muốn đi, anh tút lại xíu đó là loại. Còn mấy em kêu là Linh Linh, em nói thiên linh linh địa linh linh, về mặc đồ mới đi cha, thiên linh linh để linh linh mua đồ kia cặt lên mặc đi, đó là loại vậy đó. Trời ơi. Chồng em đang giận em, giờ nên làm thế nào ạ? Làm lành thì chỉ cần xin lỗi thôi, nhưng em thấy điều làm lành nó không làm hôn nhân tốt hơn. Nhưng mà em nói chồng đang giận làm lành như thế nào lại xin lỗi, làm lành là xin lỗi như nữa. Còn nếu em cảm giác xin lỗi là nhục thì là mối quan hệ em tiêu rồi đó. Xin lỗi không phải là nhục, xin lỗi không phải là yếu, xin lỗi là mạnh. Xin lỗi là vì cái mối quan hệ đó là quan trọng với em. Xin lỗi là vì anh là người đàn ông quan trọng với em. Hơn cái việc tào lao đó nhiều lắm. Nếu mà không làm được đó thì có nghĩa là phiên bản mình tiêu mẹ rồi, mối quan hệ đó cũng sắp tiêu rồi. Nếu bạn coi cái video này tới đây mà thấy có giá trị á, thì bạn nhớ bấm vào cái nút đăng ký kênh. Còn ở tiếng Anh đó là chữ subscribe. Sau đó nó hiện ra cái chuông, bấm vô cái chuông luôn. Mỗi lần có video mới bạn sẽ được báo. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nữa. Bye bye.